Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 97. Chương 961, sự kiện của Trần Nghĩa 2. Trần Nghĩa, có chuyện gì thì nói thẳng ra, ta vẫn còn chuyện phải làm, không có thời gian rảnh ở đây tiếp chuyện cùng ngươi, ngươi chặn xe người khác bừa bãi thế này có phải không được lịch sự lắm không? Dương Gian không xuống xe, chỉ kéo cửa kính xuống rồi bình tĩnh nói. Dương Gian, ta đang làm việc, ngươi phối hợp với ta một chút, Trần Nghĩa nói. Dương Gian đáp, nếu chỉ phối hợp một chút thì không vấn đề gì, nói thử xem, muốn ta phối hợp với ngươi thế nào. Trần Nghĩa vịn cửa xe, nhìn Dương Gian rồi nói, Trương Huy đã chết, chết trong khách sạn trước mặt này, ta điều tra rồi, không có dấu vết khả nghi nào cả, ta cũng đã xử lý xong hậu quả sau đó. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, hẳn là ngươi biết được chuyện gì đó, vì dù sao trước đó ngươi cũng ở trong khách sạn Bình An, có quen biết với hắn. Dương Gian khẽ chớp mắt, không ngờ được mình lại không may đi ngang qua chỗ làm việc của Trần Nghĩa, chẳng trách bị hắn giữ lại hỏi chuyện. Không rõ nữa, quan hệ của ta và hắn không thân thiết, hơn nữa tình huống cụ thể thế nào không phải ngươi đã phái người đến khách sạn Bình An dò hỏi rồi sao? Chắc ngươi có thể nhận được báo cáo ngay bây giờ, không cần thiết cố ý chặn xe hỏi ta. Ngươi biết ta phái người đi điều tra rồi à? Vậy thì tốt, vậy chắc ngươi cũng rõ cái chết của Trương Huy rất đặc biệt chứ? Trần Nghĩa nói, Dương Gian đáp, khả năng bị giết là rất lớn. Đánh rắm. Trần Nghĩa tính nóng như lửa không nhịn được chửi bậy một câu, căn bản không thể bị giết hại, có ai nhàm chán đến mức trừ khử một người ngự quỷ ở thành phố Đại Kinh chứ? Loại người mới như Trương Huy căn bản không có lý do để bị trừ khử, hơn nữa làm như vậy cũng chỉ thu hút sự chú ý của tổng bộ, cho nên chỉ người là người có đầu óc đều sẽ không làm thế. Ta nghi ngờ đây là sự kiện linh dị, chẳng qua là nghi ngờ, không có chứng cứ, vì dù sao cho đến hiện tại cũng chỉ chết có một mình Trương Huy mà thôi, Dương Gian nói. Trần Nghĩa đáp, cho nên phải phối hợp điều tra hộ ta. Ngươi muốn ta giúp ngươi điều tra nguyên nhân cái chết của Trương Huy sao? Dương Gian cười rồi lắc lắc đầu nói, ngươi rất rõ quy tắc, nơi này là thành phố Đại Kinh, địa bàn của ngươi, ta nhiều nhất cũng chỉ đến đây du lịch, nếu ngươi cần ta giúp đỡ, thì phải đi đăng ký ở tổng bộ trước, sau đó để thẩm lương đến thông báo, cuối cùng còn phải xem ta có đồng ý hay không, cả một quy trình như vậy ít nhất cũng phải 3 ngày. Tổng bộ còn bận chuyện quan trọng hơn, ta không có thời gian để làm theo quy trình, trực giác nói cho ta biết. Thứ đó ở ngay gần đây, mà ngươi sở hữu quỷ vực, nếu như đi cùng ta thì trong thời gian ngắn có thể tìm được nó. Trần Nghĩa đáp, khoan nói đến trực giác của ngươi đúng hay sai, nếu như đúng, ta giúp ngươi tìm được thứ đó thì sao? Sau đó thế nào? Dương Gian hỏi, đương nhiên là giúp ta cùng xử lý nó. Trần Nghĩa nói ngay lập tức. Dương Gian lắc đầu nói, ta giúp ngươi xác định tình hình một chút thì được, nhưng bảo ta giúp ngươi xử lý chuyện này thì ta không thể đồng ý. Địa bàn của ai người đó chịu trách nhiệm, loại chuyện này chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Trần Nghĩa nghe thấy Dương Gian nói vậy thì nổi giận ngay lập tức. Ý của ta rất rõ ràng, nếu như ngươi nghe không rõ ta có thể nhắc lại lần nữa. Dương Gian nói, được rồi, xéo đi cho ta không tìm ngươi giúp đỡ nữa. Trần Nghĩa tức giận nói. Dương Gian nói, không cần phải nổi giận, ngươi tìm người khác thì cũng bị từ chối như vậy thôi, không có ai bằng lòng chủ động cuốn vào chuyện này. Trước đây lúc ở căn cứ huấn luyện ta gặp nguy hiểm không phải cũng chẳng có ai đến cứu viện sao? Còn không tự dựa vào bản thân, sau chuyện đó ta cũng không trách móc gì mấy người phụ trách các ngươi nhỉ. Cho nên, cho dù là chuyện của Trương Huy có liên quan đến ta, ngươi cũng không cần cảm thấy ta nên giúp đỡ ngươi. Xảy ra sự kiện linh dị nếu không phải do có người cố tình làm ra thì không trách được bất cứ ai cả. Hơn nữa chuyện xảy ra ở đâu thì phải do người phụ trách ở đó xử lý, vì dù sao người khác cũng có công việc riêng, ngươi nói phải không? Bác Tài, lái xe đi, cứ đi thẳng phía trước, không cần quay đầu. Lúc này tài xế thấp thỏm bất an nhưng vẫn nổ máy lái xe về phía trước. Trần Nghĩa đứng bên ngoài vẻ mặt tức giận nhưng không hề ngăn cản Dương Gian rời đi. Bởi vì lời nói của hắn bản thân tìm không được lý do nào để phản bác. Bất luận là sự kiện quỷ sai hay sự kiện quỷ chết đói xảy ra ở thành phố Đại Sương, bản thân hắn đều không đi giúp Dương Gian. Tương tự, Dương Gian cũng không có nghĩa vụ phải giúp hắn, muốn chi viện phải xin lên tổng bộ.
Vì vậy loại từ chối này không có bất cứ vấn đề gì. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 962, người có tướng mạo giống quỷ một. Cái chết của Trương Huy thật sự là do sự kiện linh dị sao? Lúc này Dương Gian trở nên trầm ngâm, tuy rằng hắn đã từ chối yêu cầu của Trần Nghĩa, nhưng từ tin tức có được trong miệng hắn khiến Dương Gian bắt đầu để tâm. Bởi vì chỉ cần xác nhận đây là sự kiện linh dị vậy thì hắn có chút nghi ngờ đằng sau chuyện này có thể sẽ liên quan đến mình. Lúc đầu Trương Huy từ căn cứ huấn luyện thoát ra ngoài cùng với bọn họ, sau đó quay về khách sạn Bình An nghỉ ngơi. Nhưng ngày hôm sau Trương Huy đã vội vội vàng vàng rời khỏi khách sạn Bình An, dường như phát hiện được nguy hiểm gì đó. Mà đến hôm nay, Trương Huy bỗng nhiên chết một cách kỳ lạ trong một khách sạn nhỏ trong thành phố Đại Kinh này. Quan trọng nhất là Trương Huy vừa không bị người khác giết, cũng không phải bản thân có vấn đề chết do ác quỷ thức tỉnh. Tên Trần Nghĩa này tuy rằng tính tình nóng nảy, không dễ sống cùng, nhưng hắn có thể trở thành một trong ba người phụ trách thành phố Đại Kinh. Vậy năng lực làm việc tuyệt đối đáng được khẳng định. Nếu hắn đã định nghĩa đây là sự kiện linh dị, vậy thì chuyện 8-9 phần 10 là thật. Dương Gian khẽ chớp mắt, rơi vào suy nghĩ. Từ căn cứ huấn luyện, đến khách sạn Bình An, rồi tiếp đến cái chết ly kỳ hiện giờ. Bản thân Trương Huy khẳng định đã sớm phát giác ra xung quanh tồn tại vấn đề. Hắn thử dùng phương thức thay đổi môi trường để trốn tránh nguy hiểm nào đó. Kết quả thất bại, hắn đã chết. Sự nguy hiểm này tuyệt đối không đến từ khách sạn Bình An, cũng không phải đến từ thành phố Đại Kinh, 10 thì có 8-9 phần là đến từ cơ sở huấn luyện. Bởi vì chỗ duy nhất có cơ hội tiếp xúc với sự kiện linh dị cũng chỉ có cơ sở huấn luyện thôi. Lúc đó bọn họ đã trải qua sự kiện quỷ sai, cộng thêm lúc đó quỷ sai bắt đầu giết người bừa bãi, không ít người ngự quỷ đã chết. Trong khoảng thời gian đó có sự tồn tại của con quỷ khác không ai có thể khẳng định được. Quan trọng nhất là, có một con quỷ đến giờ Dương Gian vẫn không thể xác định. Nhìn vào bàn tay nhợt nhạt cứng ngắc của mình, con quỷ không xác định đó chính là con quỷ mà hắn đã thả từ trong bình ra, là con quỷ đi cùng với tay quỷ này. Lúc đó vì để gom đủ số lượng quỷ bên này mà hắn đã cưỡng ép mở cái bình có giam giữ quỷ ra. Mà sau đó vì đối phó với quỷ sai nên đã tạm thời bỏ qua con quỷ vẫn đi theo suốt cả đoạn đường này. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Dương Gian sử dụng 3 tầng quỷ vực cũng không tìm được con quỷ đó, nhưng hắn cho rằng chuyện này đã kết thúc rồi. Con quỷ đó đại khái là bị giữ lại trong quỷ vực của quỷ sai, hoặc có lẽ đã bị quỷ sai giải quyết từ lâu rồi. Tuy nhiên giờ xem ra chưa chắc đã là vậy. Nếu nói như vậy, lúc đó khi ta và Trương Lôi, Vương Giang, cả huynh Tử Nhã và tên Trương Huy này rời khỏi căn cứ huấn luyện thì có một con quỷ vẫn luôn đi theo chúng ta sao? Con quỷ đó chọn Trương Huy làm mục tiêu, theo Trương Huy vào ở trong khách sạn Bình An. Sau đó Trương Huy phát giác ra có gì không đúng, hoặc có thể ngay tối hôm đó đã bị quỷ tấn công. Không, tối đó hắn tuyệt đối không bị quỷ tấn công, nếu có hắn không thể không xin chi viện của mấy người bọn ta. Cho nên, ta cho rằng lúc đó Trương Huy chỉ đang trong trạng thái đa nghi, hắn nghi ngờ tình huống xung quanh mình không ổn, nhưng không có chứng cứ chắc chắn. Cộng thêm sự kiện quỷ sai khiến trạng thái tinh thần của hắn rất tệ hại, cho nên mới dẫn đến việc hắn không thể đợi được mà muốn rời khỏi khách sạn Bình An. Lúc này đầu óc của Dương Gian đang không ngừng suy nghĩ, hắn sâu chuỗi tất cả thông tin với nhau, tiến hành một suy luận hợp lý. Loại suy luận này vô cùng cần thiết. Bởi vì người ngự quỷ bị cuốn vào trong sự kiện linh dị, thông tin có thể thật sự tiếp xúc được rất có hạn, cho nên bắt buộc phải mạnh dạn suy luận hợp lý. Nếu không đợi sau khi ngươi tìm hiểu được chân tướng, cái chết đã tìm đến ngươi rồi, ngươi muốn sống sót thì tốc độ nắm bắt thông tin phải nhanh hơn quỷ một bước, như vậy mới có thể tránh không bị giết. Sau khi Trương Huy rời khỏi khách sạn Bình An, giả sử có quỷ, vậy thì con quỷ đó cũng theo Trương Huy rời khỏi. Con quỷ này rất đặc biệt, nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí không nghe được, cho dù Trương Huy có phát hiện ra cũng đã muộn rồi. Cuối cùng quỷ vẫn giết hắn. Hơn nữa có một điểm không thể xem nhẹ, đó là cấp bậc khủng khiếp của con quỷ này không hề thấp. Trương Huy là người ngự quỷ nhưng bị giết chết trong tình huống không phản kháng, cũng không kêu cứu được. Lúc này Dương Gian đại khái đã sắp xếp ra được nguyên nhân cái chết của Trương Huy. Có thể thấy con quỷ này giờ giết chết Trương Huy, vậy thì bước tiếp theo sẽ giết ai đây? Giết người bình thường phù hợp với điều kiện một cách bừa bãi? Hay là loại người đặc biệt nào đó? Thông tin đến đây,
thì không thể tiếp tục suy luận được nữa, bởi vì con quỷ đó vừa giết chết Trương Huy, người bị hại tiếp theo vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có xuất hiện thêm người bị hại thứ hai, thứ ba mới có thể dần dần nắm bắt được một số quy luật. Chuyện này phải lưu ý, có điều tạm thời cứ để Trần Nghĩa đau đầu đi đã. Dương Gian khẽ lắc đầu, hiện giờ chuyện nghiêm trọng hơn là sự va chạm giữa quỷ sai và quỷ họa. Sự va chạm giữa hai sự kiện linh dị cấp S, làm không tốt sẽ xảy ra vấn đề lớn, tổng bộ cũng không có nắm bắt tuyệt đối. Nếu so sánh với cái này, loại sự kiện linh dị mà mấy ngày chỉ giết chết một người tạm thời có thể không cần để ý. Bên trong xe, Vạn Đức Lộ nhìn thấy Dương Gian cúi đầu suy nghĩ, không dám làm phiền, nhưng trong lòng đã lạnh lẽo mất một nửa. Bởi vì vừa nãy hắn nghe được một số thông tin đáng sợ từ trong miệng người phụ trách tên là Trần Nghĩa đó, có người bị quỷ giết chết rồi. Trời ạ, chỗ này là thành phố Đại Kinh đấy, cả chỗ này cũng không còn an toàn rồi sao? Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 963, Người có tướng mạo giống quỷ 2. Nhắc nhở trước đó của Dương Gian là đúng, bản thân mình chính xác là phải nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này. Vừa nãy Vạn Đức Lộ vẫn đang cân nhắc xem có nên chuyển hoàn toàn tổng bộ đi không, hay dứt khoát lập một chi nhánh ở thành phố Đại Xương thì tốt hơn. Dù sao thỏ khôn đào ba lỗ, thêm một chỗ ẩn nấp vẫn tốt hơn, nhưng hiện giờ, hắn không còn suy nghĩ nào khác nữa hết. Chuyển. Không chỉ chuyển hết tổng bộ đi, mà một số tài sản của công ty cũng phải nhanh chóng xử lý hết. Giờ không phải lúc nghĩ làm sao để kiếm tiền nữa, mà phải nghĩ cách làm sao để giữ mạng. Dù sao đối với Vạn Đức Lộ mà nói tiền tiêu không hết được, mạng mới quan trọng nhất. Lúc này, trong lòng Vạn Đức Lộ cảm thấy vô cùng vô mừng, vì bản thân mình may mắn, gặp được một nhân vật lớn hàng đầu như Dương Gian, chỉ cần ôm chặt cái chân to này, sau này ít nhiều gì cũng có đảm bảo. Chẳng trách có biệt danh là Anh Chân, danh xứng với thực mà. Đúng rồi, trước đó ngươi nói người tên La Vĩnh đó đã đến nhà hàng rồi sao? Lúc này Dương Gian đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Vạn Đức Lộ vội vàng trả lời, đã đến từ sớm rồi, chỉ đợi chúng ta thôi. Chuyện vừa nãy ngươi không cần để trong lòng, chúng ta đi ăn cơm đã. Dương Gian nói, không có chuyện gì chứ. Vạn Đức Lộ cẩn thận dè dặt hỏi, vừa nãy đã có người chết rồi. Dương Gian đáp, ngươi không thấy có người đang xử lý rồi sao? Tạm thời sẽ không có chuyện gì, có điều loại chuyện này cũng không nói chính xác được. Mỗi thành phố ít nhiều gì đều có chút chuyện như thế này, thật sự xui xẻo gặp phải thì chỉ có thể tự mình cầu phúc thôi. Giờ thành phố Đại Xương thỉnh thoảng vẫn có người chết sao? Vạn Đức Lộ hỏi. Trước mắt thì không, sau này nếu ta nói không có đoán chừng cũng là bốc phét, loại chuyện này tính ngẫu nhiên rất lớn, gần như không thể kiểm soát, chỉ cần người phụ trách nhanh chóng xử lý là được. Dương Gian nói, phải đó, có người xử lý vậy thì an toàn hơn nhiều rồi. Vạn Đức Lộ phụ họa theo. Chiếc xe lái qua đoạn đường bị phong tỏa, bởi vì không có tắc đường và đi vòng cho nên rất nhanh đã đến trước một câu lạc bộ tư nhân cao cấp rồi dừng lại. Vạn Đức Lộ mời Dương Gian dùng cơm, đương nhiên không thể đi đến mấy chỗ như nhà hàng hay khách sạn, đương nhiên phải chuẩn bị một nơi cao cấp. Hơn nữa vì bữa cơm này hắn cũng chuẩn bị rất đầy đủ, không những mời đến đầu bếp giỏi nhất, còn bỏ ra một số tiền lớn vận chuyển một số nguyên vật liệu cao cấp bằng đường hàng không. Bởi vì không nắm bắt được khẩu vị của Dương Gian, cho nên đã chuẩn bị đủ loại phong cách. Hắn cảm thấy để lại một ấn tượng tốt là rất cần thiết, dù cho không phải để lấy lòng nịnh nọt, cũng phải cảm ơn. Chuyện lần trước ở sân bay, Vạn Đức Lộ rất rõ, lần trước ở sân bay nếu như Dương Gian không đảm bảo cho hắn, đoán chừng giờ hắn đã bị bắt giam rồi. Vì dù sao cái thứ quỷ ám đó liên quan đến mình, hơn nữa trên máy bay còn gây ra cái chết cho nhân viên. Có điều bị bắt giam là chuyện nhỏ, công ty không chừng cũng vì đó mà sụp đổ, cái gì mà cổ phiếu lao dốc, bị ép phải rút khỏi thị trường chứng khoán, rồi phá sản mất trắng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến cuối cùng mình sẽ thảm đến mức nào. Cho nên so sánh với cái này, thì một bữa cơm rõ ràng không đáng để nhắc đến. Rất nhanh, Vạn Đức Lộ dẫn theo Dương Gian và cả người đẹp đi cùng đó bước vào câu lạc bộ tư nhân này. Chẳng qua vừa bước vào, bọn họ nhìn thấy một người khoảng 50 tuổi, ăn vận cực kỳ đơn giản, hơi đen và gầy, dáng vẻ như công nhân ở công trường đang mất kiên nhẫn muốn rời khỏi đây. Nói là chỉ đến nửa ngày là có thể về, ta đã đợi gần một ngày rồi, không được, ta phải đi,
các ngươi đừng có cản ta, ta cảm thấy các ngươi khẳng định là kẻ lừa đảo, ta không ở đây nữa. Có hai vệ sĩ ngăn cản hắn, La Vĩnh, ông chủ của chúng ta đang trên đường đến đây rồi, giờ đang tắc đường chậm trễ một chút, ngươi đợi thêm chút nữa. Hơn nữa trước đó ngươi đã đồng ý rồi, chúng ta đã trả cho ngươi 50.000 phí công tác, lúc này ngươi đột nhiên muốn rời đi, chúng ta không thể nào ăn nói với ông chủ được. Các ngươi khẳng định là lừa đảo, thế gian này làm gì có chuyện tốt như thế, khẳng định là cho ta chút mật ngọt trước, rồi sau đó lừa hết toàn bộ, không được, ta phải đi. Người đàn ông tên La Vĩnh đó làm ầm lên. Hắn chính là tên La Vĩnh mà ngươi mời tới đó à? Dương Gian thấy vậy bèn hỏi. Đúng rồi, khó khăn lắm mới mời từ nơi đó đến đây được, cho tiền mới chịu tới, nói là không thể ảnh hưởng hắn làm việc. Vạn Đức Lộ hậm hực, để anh chân phải chê cười rồi, chuyện này ta đi, xử lý đã, ngài đợi đây một chút. Nói xong, hắn vội vội vàng vàng bước qua, chuẩn bị vỗ về tên La Vĩnh này. Dương Gian không nói gì, hắn chỉ nhìn nhìn, có điều lúc hắn nhìn thấy tướng mạo của tên La Vĩnh này thì con ngươi lập tức rụt lại, trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Chớp mắt, trong lòng hắn đột nhiên dậy sóng. Dương Gian không quen biết với người tên La Vĩnh này từ trước, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa bản thân La Vĩnh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đi trên đường là dáng vẻ của một công nhân công trường bình thường, mặt đầy nếp nhăn, hơi gầy và đen. Không đẹp trai đến mức kinh thiên động địa, cũng không khó coi đến mức không thể chấp nhận nổi, là một dáng vẻ rất bình thường. Tuy nhiên chính là tướng mạo bình thường này khiến Dương Gian cảm nhận được một sự kinh ngạc và ớn lạnh không nói rõ. Hắn nhìn giống con quỷ đó. Lão già có biệt hiệu quỷ gõ cửa. Nếu như Dương Gian cầm bức ảnh của quỷ gõ cửa để so sánh với tên La Vĩnh này thì sẽ phát hiện hai người này không nói là giống y hệt nhau, nhưng chí ít phải có 6-7 phần tương đồng. Đương nhiên, trên thế giới này người có tướng mạo tương đồng không ít, người nổi tiếng còn đụng mặt nhau cơ mà. Nhưng mà tên La Vĩnh này giống ai không được, cứ phải giống hệt một con quỷ. Dương Gian cảm thấy một chân tướng đáng sợ đang được chứng thực. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 964, Cuộc rượu. Tướng mạo của La Vĩnh thực sự đã dọa Dương Gian một phen khiếp vía. Nỗi sợ này người bên cạnh không thể nào hiểu được, bởi vì chuyện này liên quan đến một chân tướng đáng sợ. Nếu như Dương Gian men theo manh mối này tiếp tục tìm kiếm nữa, có thể sẽ khai quật ra bí mật ác quỷ thức tỉnh, thậm chí tìm được phương pháp để giải quyết sự kiện linh dị. Trong thời kỳ mà tất cả mọi người đều mù mà mù mờ tìm, tòi về linh dị, thì việc nhận được loại thông tin này có thể sẽ thay đổi tất cả mọi thứ hiện tại. Có điều dường như La Vĩnh không rõ về những chuyện này, hắn còn đang làm ầm ĩ lên đòi rời khỏi câu lạc bộ. Ngồi xe quay về quê nhà, sợ bọn người Vạn Đức Lộ là lừa đảo, muốn làm chuyện bất lợi đối với mình. Đương nhiên, cách nghĩ này rất bình thường. Vì dù sao chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu ai thì người đó cũng phải tự mình nghi ngờ một trận. Đặc biệt là loại chuyện tốt đến thành phố Đại Kinh một chuyến mà có thể lấy được mấy chục ngàn càng là chuyện trước nay chưa từng có. Sau khi Vạn Đức Lộ qua đó vội vàng nói rõ tình hình, đương nhiên chỉ dựa vào mồm mép thôi là không đủ. Hắn phải thêm 50.000 nữa mới có thể ổn định được tâm trạng của tên La Vĩnh này, đồng thời còn phải thanh toán trước mặt mọi người. Chỉ cần ở lại thêm 2 tiếng nữa thôi, sau 2 tiếng ngươi muốn đi thì cứ việc, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có ý đồ gì đối với ngươi. Liên quan đến chuyện nhà cũ ở quê có người muốn hỏi thăm ngươi một chút, rất nhanh sẽ kết thúc thôi, không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì tới ngươi đâu. Sau một hồi thuyết phục, Vạn Đức Lộ bảo vệ sĩ dẫn La Vĩnh vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi, bản thân ra hiệu lát nữa cũng sẽ qua đó. Dương Gian cũng không lập tức vội vàng đến dò hỏi, tên La Vĩnh này chỉ là người bình thường, hắn có thể dò hỏi tình hình bất cứ lúc nào. Nếu như không bằng lòng phối hợp, hắn còn có thể để người của tổng bộ bên đó điều tra, chẳng qua nếu như vậy thì phải mất thêm chút thời gian và công sức mà thôi. Nếu như có thể bỏ ít tiền, giải quyết chuyện này một cách riêng tư là tốt nhất. Hắn giống với quỷ gõ cửa kia đến như vậy, ở quê nhà còn một căn nhà cổ. Không nghi ngờ gì nữa, căn nhà cổ đó cùng một thời kỳ với căn nhà cổ ở thành phố Đại Sương, nghi ngờ rằng là người ngự quỷ. 100 năm trước để lại, tên La Vĩnh này 8-9 phần 10 là hậu nhân của người ngự quỷ năm đó. Dương Gian khẽ chớp mắt,
cho nên nói suy đoán đó của Vương Tiểu Minh là chính xác sao? Thân phận thật sự của quỷ gõ cửa là sản vật của người ngự quỷ 100 năm trước sau khi ác quỷ thức tỉnh, nhưng nếu đúng như vậy thật thì thời gian không khớp. Giả thiết chuyện này là thật, thì một nghi vấn khác lại xuất hiện. Thời gian không khớp. Sự kiện quỷ gõ cửa xảy ra vào nửa năm trước, lần đầu tiên là xuất hiện trong câu chuyện mà trên diễn đàn đó, mà sau đó lấy diễn đàn làm khởi đầu, lời nguyền được lan truyền ra. Quỷ gõ cửa mới chính thức xem như bắt đầu hoạt động thực sự, trở thành sự kiện linh dị cấp A biệt hiệu quỷ gõ cửa, cũng trở thành ác mộng ban đầu của dương gian. Nhưng nửa năm trước con quỷ gõ cửa này chưa hề xuất hiện, điều này đủ để chứng minh thời điểm đó quỷ gõ cửa vẫn chưa thức tỉnh. Trước khi thức tỉnh, thứ này đang ở đâu? Phải chăng là một người ngự quỷ còn sống? Những bí ẩn cần phải giải quá nhiều. Hiện giờ thông tin của dương gian không đủ, căn bản không thể phân tích được. Hắn khẽ lắc lắc đầu, thu dọn lại đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Anh Trân, chuyện của tên La Vĩnh này đã giải quyết xong rồi, có một số chuyện đợi lát nữa ăn xong rồi nói cũng không muộn. Giờ thức ăn đã đưa lên đầy đủ, chỉ đợi chúng ta dùng bữa thôi, hôm nay có mấy món nhất định phải nếm thử, đảm bảo khiến ngươi hài lòng. Lúc này Vạn Đức Lộ bước tới cười nói, một đoàn người đến một phòng riêng trang nhã. Một chiếc bàn lớn đã bày đủ các món ăn, có những món trình bày rất khéo léo, khói bốc lên nghi ngút, đồ ăn chẳng có bao nhiêu, mà bày ra dáng vẻ ngươi ăn không nổi vậy. Vạn Tổng, ngài đến rồi. Trong phòng có ba người đàn ông mặc vest vội vàng đứng dậy, nụ cười có vài phần lấy lòng. Vạn Đức Lộ cười nói, anh Trân, đây là giám đốc chi nhánh của công ty ta, chuyện đồ cổ lần này là, hắn đi làm, có việc gì cứ hỏi thẳng hắn là được. Chào Dương Tổng, sau này vẫn mong được chiếu cố nhiều. Tay giám đốc đó cười nói. Dương Gian gật đầu nói, có chuyện gì nói sau, dùng bữa trước đã, đoán chừng các ngươi đợi ta đều đói có rồi, ta không chú trọng gì cả, các ngươi tùy ý một chút. Hắn không hiểu mấy chuyện xã giao này lắm, vì dù sao trước đó vẫn còn đi học trong trường, phương diện này không được tiếp xúc nhiều. Có điều vốn dĩ là nguyên tắc không đánh người hay cười, những người này bất kể là lấy lòng cũng được, mà xu nịnh cũng được, hoặc là giả dối cũng được, chỉ cần không cố ý chọc vào hắn, Dương Gian thông thường đều khá khách sáo. Nào, nào, ngồi xuống ăn uống cả đi, đúng rồi, bình rượu ngon mà ta cất giữ có mang đến không? Mau mở đi. Vạn Đức Lộ nhiệt tình nói Vạn Tổng, tính cả thời gian tỉnh rượu, vừa khéo. Tên giám đốc đó cười rồi lấy ra một chai rượu vang đã có chút tuổi đời. Vạn Đức Lộ có chút đắc ý nói, anh Trân, thứ này ngươi nhất định có hứng, chai rượu vang Satu Lafite, Rose Chai 82 nổi danh lừng lẫy. Mấy thứ trên thị trường đó đều là giả hết, chai này của ta mới là thật, là lấy được từ trong tay người khác đó. Tuy rằng trong mắt của người sành rượu, loại này không được tính là tốt nhất, nhưng ngặt nỗi nó cực kỳ nổi tiếng. Mời cơm đãi khách không có mấy người sành về rượu, bọn họ chỉ uống danh tiếng. Còn về hương vị thế nào đoán chừng lấy một chai rượu vang giá 100 đồng đổi cái vỏ khác rót vào bọn họ cũng chẳng nếm ra được. Ta không uống rượu, uống nước ép thôi là được. Dương Gian khẽ cười, từ chối ý tốt của Vạn Đức Lộ. Hắn không uống rượu, không phải là không biết uống, cũng không phải không dám uống, mà là sợ say. Người ngự quỷ một khi đã say, có trời mới biết có sử dụng năng lực của quỷ bừa bãi hay không. Tuy rằng Dương Gian chưa từng thử, nhưng loại người như bọn họ tuyệt đối không thể mất đi sự khống chế đối với cơ thể. Không sao, có nước ép, đều là hoa quả tươi. Có điều rượu này nếu anh Trân có hứng thú ít nhiều gì cũng nếm thử một ngụm, mà không uống để đó cũng được. Nào, rót cho anh Trân. Vạn Đức Lộ ra hiệu cho người đẹp đi cùng đó một cái. Người đẹp đó vội vàng làm tròn vai trò người phục vụ của mình, rót rượu, chuyển nước ép cho Dương Gian, mặt mũi tươi cười. Thái độ phục vụ này đoán chừng không có ai sánh được. Dương Gian không hề hưởng thụ bầu không khí lấy lòng, nịnh nọt trên bàn rượu này. Ngược lại hắn có một cảm giác bất an không nói rõ, loại bất an này khiến cho hắn cảm thấy tâm sự nặng nề. Khởi nguồn của sự bất an đến từ tên La Vĩnh đó. Là sự thấp thỏm trước khi tìm hiểu chân tướng sao? Hay là nói, trong lòng sợ hãi phải tiếp tục đào bới khoảng thời gian đó? Vì dù sao đằng sau chân tướng có thể không mang đến hy vọng, mà là sự tuyệt vọng không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào như đang ở dưới vực sâu. Nếu như biết được chân tướng tuyệt vọng đó từ trước, Dương Gian không biết tiếp theo làm thế nào để đối mặt với tất cả. Cái tay cầm ly nước ép đang khẽ run. Đây không phải do sợ hãi mang đến, mà là sự run rẩy không nói rõ được.
hắn đang sợ hãi. Người đẹp ngồi bên cạnh cảm nhận được động tác rất nhỏ này của Dương Gian, trong lòng chợt kinh hoàng. Bởi vì nàng ngồi cạnh Dương Gian, từ lúc trên xe đến bây giờ, vẫn luôn quan sát người đàn ông này. Bất kể là nói năng đĩnh đạc với Vạn Tổng, hay là đối chọi gay gắt với người đàn ông bí ẩn tên Trần Nghĩa kia. Ngay cả lúc bàn luận đến sự kiện linh dị liên quan đến mạng người đều vô cùng tự tin, thậm chí có thể nói mà vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, người này đang sợ sao? Nghĩ ngược lại, chuyện mà đến cả loại người cấp bậc thế này đều sợ hãi sẽ là gì đây? Người đẹp này không dám tưởng tượng, bởi vì đã vượt qua giới hạn mà nàng có thể tưởng tượng ra được rồi, chuyện nàng có thể làm chính là tận lực làm tốt vai diễn của mình trên bàn rượu. Người đẹp này, ngươi đang nghĩ gì đó? Nước ép chảy ra hết rồi. Dương Gian đột nhiên nhìn nàng một cái rồi nói, xin lỗi, rất xin lỗi. Người đẹp này giờ mới bừng tỉnh, vội vàng thu dọn bàn, không dám ngẩng đầu lên. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 965, xác nhận kế hoạch 1. Dương Gian và đám người của Vạn Đức Lộ cũng coi như khá hòa hợp trên bàn rượu. Mặc dù phần lớn thời gian mấy tay giám đốc của Vạn Đức Lộ và cả người đẹp đẳng cấp minh tinh được mời đến đang ngồi cạnh này đều đang tìm mọi cách để tán dương, nịnh nọt Dương Gian, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ dò hỏi một số thông tin mấu chốt. Đương nhiên, phương thức dò hỏi này đối với Dương Gian thì không khác gì mấy lời nói khách sáo. Chẳng qua văn hóa trên bàn rượu chính là như vậy, Dương Gian không hề ngại tiết lộ một ít thông tin cho bọn họ nghe. Vì dù sao đối với người trong giới mà nói những tin tức này đều không quan trọng, chẳng qua người ngoài giới vẫn bị bưng bít không biết chút gì mà thôi. Vạn Đức Lộ biểu hiện sự hứng thú rất lớn đối với việc tham gia cổ phần vào công ty của Dương Gian, hoặc có lẽ trong mắt người làm ăn như hắn. Có được sự hợp tác về mặt lợi ích mới được coi là cộng sự, mới xem như người quen, một số thứ trên bề mặt không thể khiến hắn yên tâm. Mà người đẹp đẳng cấp như minh tinh kia, số lần ân cần rõ ràng thường xuyên hơn rất nhiều, thậm chí không cần Vạn Đức Lộ ra hiệu thì bản thân nàng cũng biết nên làm thế nào. Sau khi thực sự hiểu được sự đáng sợ và khủng bố đằng sau chân tướng của thế giới này, còn có ai duy trì được sự trấn tĩnh nữa chứ? Thế nhưng trong lúc Dương Gian đang ăn cơm, ở một phía khác, trên tầng cao nhất của cao ốc Bình An, một số người có phân lượng của hội thân hữu tụ họp một lần nữa, sau khi bọn họ nghe được nội dung đàm phán và tình báo mà Lý Giao mang về từ khách sạn Bình An, bèn bắt đầu một đợt thảo luận mới. Nội dung trò chuyện đại khái chính là như vậy, thái độ của Dương Gian rất kiên quyết, ta lôi kéo thất bại, hắn từ chối gia nhập hội thân hữu. Nhưng hắn cũng không từ chối hoàn toàn, hắn nói đợi sau khi trở thành đội trưởng có lẽ sẽ cân nhắc lại chuyện gia nhập. Lý Giao cầm một bản báo cáo rồi nói, đồng thời, Dương Gian còn cảnh cáo chúng ta một cách nghiêm trọng. Hắn nói nếu như người của hội thân hữu muốn tính toán về cái chết của Cao Chí Cường thì cứ việc tới, hắn bồi tiếp đến cùng. Điên cuồng ngang ngược, có điều cái này cũng rất phù hợp với tính cách của hắn, thằng cha này chính là một kẻ lỗ mãng, loại uy hiếp kiểu này không có tác dụng đối với hắn. Vì dù sao còn trẻ như vậy đã trở thành người ngự quỷ, thiếu một đòn đau của xã hội, không coi ai ra gì là chuyện rất bình thường. Khương Thượng Bạch nghe bản báo cáo này xong không có bất cứ sự bất ngờ nào. Hắn gật gật đầu, thậm chí cảm thấy bản báo cáo này đại khái giống với tình huống mà mình đã suy đoán. Chuyện 20 tỷ có nói với hắn không? Người đàn ông trung niên mặc vest, được gọi là Phí Tổng trầm ngâm một chút rồi hỏi. Lý Giao đáp, nói rồi, câu trả lời của Dương Gian là, đối với loại người như chúng ta, tiền đã không có tác dụng gì rồi. Nếu nói như vậy, hắn cũng là một kẻ không có hứng thú gì với tiền à. Có người giễu cợt. Ta có một kế, nhất định có thể khiến tên Dương Gian đó ngoan ngoãn gia nhập vào hội thân hữu, các vị nghe ta một lời. Người nói chuyện là Hạ Thiên Hùng, đầu óc vẫn không bình thường như mọi người, mở miệng ra là một kế. Phí Tổng khoát khoát tay, ngắt lời hắn, không cần nghĩ đến chuyện lôi kéo tên Dương Gian này nữa, thằng cha này không phải là kẻ lỗ mãng, hắn rất thông minh, cũng rất quả quyết, không dễ đối phó như vậy, ta bảo Lý Giao cho hắn 20 tỷ không phải là thật lòng muốn lôi kéo hắn, mà muốn dùng 20 tỷ này mua thời. Gian một tháng này, trước mắt sự kiện quỷ sai, kế hoạch đội trưởng đang trong thời điểm then chốt. Chỉ cần ổn định trong thời gian này, sau khi đợi mọi chuyện có kết quả, vậy thì không cần để ý đến tên Dương Gian đó nữa. Nếu như hắn chịu đồng ý,
đồng nghĩa với việc chúng ta dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Đáng tiếc, tên Dương Gian này trả lời là đợi sau khi thành đội trưởng sẽ gia nhập vào hội thân hữu. Điều này chứng minh hắn đã nhìn thấu được dụng ý của ta, không trùng kế. Còn trẻ như vậy có 20 tỷ để trước mặt mà không chút động lòng, có thể thấy đầu óc hắn rất tỉnh táo, rất biết phân biệt nặng nhẹ. Khương Thượng Bạch nghe được lời này thì sầm mặt xuống, cho nên hắn nhắc đến chuyện của Cao Chí Cường chính là đang uy hiếp chúng ta. Không phải uy hiếp, có thể xem như quyết tâm cá chết lưới rách, hắn dùng Cao Chí Cường làm ví dụ là muốn nói với chúng ta nếu thật sự trở mặt. Cao Chí Cường chính là kết cục của chúng ta, không tồn tại việc thử sức một chút đến điểm thì dừng, một khi vượt qua giới hạn, chính là không chết không buông. Phí Tổng nói đến đây, khẽ cười một cái, cách làm rất thông minh, không có thỏa hiệp, không có bàn bạc, hoặc là hội thân hữu chúng ta và Dương Gian đều bình yên vô sự, hoặc là trừ khử đối phương. Cái này cũng gọi là thông minh sao? Ta xem là không có đầu óc thì đúng hơn. Chẳng lẽ như vậy không gọi là thông minh à? Cắt từng miếng thịt nhỏ nhìn có vẻ không đau không ngứa, nhưng đợi đến lúc phản ứng lại thì bản thân đã sớm bị người ta nuốt mất rồi một cách từ từ rồi. Nếu đợi đến lúc tỉnh ngộ rồi mới phản kháng, chẳng bằng vạch rõ ranh giới ngay từ đầu. Phí Tổng nói, nhưng mà ta đã thăm dò xong rồi, sau đây liên quan đến Dương Gian sẽ có hai quyết định, hoặc là không quan tâm gì hết. Để hắn trở thành đội trưởng, có thêm một bên thế lực tham gia vào, hoặc là nhân lúc kế hoạch đội trưởng còn chưa bắt đầu thì trừ khử hắn. Vừa, có thể trấn áp những người khác, cũng có thể mở rộng ảnh hưởng của hội thân hữu chúng ta, còn có thể ngăn cản việc sau này Dương Gian trở thành hòn đá cản đường của chúng ta. Có điều chuyện này quan hệ trọng đại, vì dù sao là người ngự quỷ hàng đầu đã xử lý sự kiện linh dị cấp S, muốn ra tay không phải chỉ nói miệng là xong, cần phải bố trí cặn kẽ. Ta nói xong rồi, giơ tay biểu quyết đi, đồng ý trừ khử Dương Gian thì giơ tay. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 966, xác nhận kế hoạch 2. Tên Phí Tổng này nói xong thì lập tức giơ tay lên. Hắn cho rằng Dương Gian là một sự uy hiếp, đây là một kẻ điên, nếu phải ngồi đợi hắn lớn mạnh rồi ngày sau mới trở mặt, chẳng bằng bây giờ xử lý hắn luôn. Hơn nữa nếu Dương Gian chết, đối với bản thân hắn cũng là một sự đảm bảo. Nếu như ngày sau Dương Gian trở nên không thể đối phó được nữa, thì với hành vi của hắn ngày hôm nay, kiểu gì sau này cũng bị thanh toán. Nói sớm chẳng phải là xong rồi sao? Vẫn phải nghe một kế của ta mà. Tên Hạ Thiên Hùng đó không do dự gì mà giơ tay lên. Ta đồng ý trừ khử Dương Gian, hắn quá cản trở, thằng cha này đã giết chết Cao Chí Cường rồi, ảnh hưởng rất lớn đối với kế hoạch của chúng ta sau này, không bày tỏ một chút là không được. Cũng có người giơ tay lên. Rất nhanh, trên bàn họp, hơn 10 người thì quá nửa đã lần lượt giơ tay. Còn lại vẫn còn vài người nữa vẫn đang do dự và suy nghĩ. Khương Thượng Bạch, sao vậy, ngươi không đồng ý à? Hạ Thiên Hùng lúc này liếc sang bên cạnh một cái, thấy Khương Thượng Bạch vẫn chưa giơ tay. Khương Thượng Bạch bình tĩnh nói, ta nói một câu thực lòng, sự tồn tại của Dương Gian chỉ là một trong rất nhiều người ngự quỷ. Cho dù trừ khử hắn, sau này vẫn còn tên Dương Gian thứ hai, thứ ba xuất hiện, chúng ta không thể khống chế toàn bộ cục diện. Cho dù là tổng bộ cũng khống chế không nổi toàn bộ cục diện, không phải ta không đồng ý trừ khử Dương Gian, mà nó không có ý nghĩa gì. Giống như vô duyên vô cớ đánh nhau một trận vậy, chỉ sẽ gây ra tổn thất, không mang lại sự thay đổi có ý nghĩa thật sự nào. Mục đích của kế hoạch Dương Gian trở thành đội trưởng chính là Tào Diên Hoa dùng hắn để áp chế một hòn đá cản đường là hội thân hữu chúng ta, hiện giờ uy hiếp đến từ Dương Gian không lớn. Nhưng hắn đã có sức ảnh hưởng của bản thân rồi, mà một khi hắn trở thành đội trưởng, chỉ cần đứng ở đó, người khác tiến gần tới chính là một thế lực lớn rồi. Chúng ta đích thực không thể nắm bắt đại cục, nhưng ít nhất đảm bảo trước khi kế hoạch đội trưởng kết thúc thì hội thân hữu vẫn là thế lực người ngự quỷ đứng nhất châu Á. Ưu thế cuối cùng sẽ chuyển thành xác suất sống còn để chúng ta có thể sống sót tốt hơn trong thế giới tệ hại này. Phí Tổng nói, Khương Thượng Bạch, ngươi cảm thấy lý do này có đủ không? Nếu ngươi đã nói như vậy, thì ta không có ý kiến gì nữa. Khương Thượng Bạch nói, đây là chuyện mà người của hội thân hữu quyết định, cho dù hắn có chút chần chừ, nhưng không ảnh hưởng được loại quyết định này. Có điều hắn vẫn lo lắng, phải chăng có thể thuận lợi trừ khử Dương Gian? Thằng cha này trước mắt là người duy nhất của tổng bộ sống sót qua hai sự kiện linh dị cấp S,
loại người này thật sự đơn giản như vẻ bề ngoài vậy sao? Rất nhanh, thiểu số phục tùng đa số đã có kết quả đối với việc xử lý Dương Gian. Trong phòng hội nghị, Lý Giao nghe thấy quyết sách như vậy trong lòng thấy sợ hãi, nhưng bề mặt vẫn đang trấn tĩnh như thường. Những người này đã quyết định rồi sao? Phải trừ khử Dương Gian trước khi kế hoạch đội trưởng tiến hành. Lúc này nàng cảm thấy lo lắng của Dương Gian là chính xác, để mình chuẩn bị sẵn từ trước, một khi có động tĩnh sẽ ra tay trước để chiếm thế mạnh. Nếu như đã quyết định rồi, vậy thì ai sẽ ra tay? Lúc này, Khương Thượng Bạch lại hỏi, chuyện này cần phải giải quyết một cách nhanh chóng và bí mật, các ngươi không làm được, vừa gặp mặt thì đoán chừng người chết không phải là Dương Gian, mà chính là các ngươi. Danh hiệu quỷ nhãn Dương Gian rành rành ra đó, vẫn phải coi trọng, ta thấy phải mời Phương Tổng đích thân ra tay mới được, như vậy mới có thể đảm bảo không có sai sót gì. Phí Tổng cất tiếng, lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về góc chính giữa trên cùng của bàn hội nghị. Một người đàn ông mặc quần áo bình thường, mang theo tư thế lười nhác đang gác chân lên, nằm dài trên ghế nghỉ ngơi. Hắn tên là Phương Thế Minh, hiện tại được công nhận là người ngự quỷ hàng đầu trong hội thân hữu, cũng là người ngự quỷ lứa sớm nhất. Tuy rằng nhìn qua chưa đến 30 tuổi, nhưng lai lịch còn già hơn cả Phùng Toàn, ngoài chuyện này ra hắn còn là người phụ trách của một thành phố. Ồ, đã có kết quả rồi sao? Sau khi tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn hắn, Phương Thế Minh mới chậm rãi bỏ chân xuống, nhìn đám đông với dáng vẻ ủ rũ. Nếu Phương Tổng chê phiền phức, không đồng ý với kế hoạch này, chúng ta cũng có thể thay đổi phương án. Phí Tổng cất lời. Phương Thế Minh nhìn hắn một cái, không cần khích ta, đối với ta mà nói trừ khử một người ngự quỷ không có ảnh hưởng gì cả. Thế giới này vẫn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận những dị loại như chúng ta, Dương Gian đích thực có chút vượt quá rồi, nếu các ngươi đã thương lượng xong thì trừ khử hắn thôi. Trong lời nói của hắn, dường như trừ khử Dương Gian chỉ giống như trừ khử một người bình thường mà thôi. Cần một cơ hội, không thể để Dương Gian chết một cách không rõ ràng, nếu không tổng bộ sẽ nghi ngờ chúng ta. Phí Tổng nói, Hạ Thiên Hùng nói, ta có một kế, có thể dụ hắn về thành phố Đại Sương, rồi nửa đường giết chết hắn. Phương Thế Minh không để ý đến thằng cha này, chỉ nói, vậy thì để hắn chết trong sự kiện linh dị tiếp theo, người chết không biết nói chuyện, sẽ không ai biết. Dương Gian là do ta trừ khử, vậy thì phải đợi cơ hội. Sẽ không quá lâu, sự kiện quỷ họa và quỷ sai chính là một thời cơ, Vương Tiểu Minh cũng không nắm chắc có thể giải quyết được hai sự kiện linh dị cấp S. Nhất định sẽ có một sự kiện mất kiểm soát, chỉ cần một chút gợi ý để Dương Gian cuốn vào trong là được. Phương Thế Minh chậm rãi nói, ta sẽ chuẩn bị phương án. Phí Tổng nói, Phương Thế Minh nói, nếu như lần này xảy ra sai sót, ngươi tự biến mất đi. Hiểu rồi, trên trán Phí Tổng đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Ở đây hắn kiêng kỵ nhất chính là tên Phương Thế Minh này, thằng cha này nhìn qua thì có vẻ cả ngày lười nhác, trên thực tế hắn kiểm soát gần như cả hội thân hữu. Phải nhanh chóng nói tin tức này cho Dương Gian biết. Lúc này trong lòng Lý Giao vô cùng sốt ruột. Không ngờ được Dương Gian lại được coi trọng như vậy, vì để trừ khử hắn, sử dụng đến cả người ngự quỷ đỉnh cao nhất của hội thân hữu. Không chỉ như vậy, còn phải lập ra một kế hoạch khiến hắn chết trong sự kiện linh dị tiếp theo. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 967, đáp án đến từ lúc bắt đầu 1. Dương Gian không hề biết, chỉ cách có thời gian nửa ngày mà trong cao ốc Bình An, mấy tên cao tầng của hội thân hữu đã tiến hành một cuộc thảo luận nhắm về hắn, đồng thời đã đưa ra quyết định tương ứng. Giờ Dương Gian vừa dùng cơm với Vạn Đức Lộ xong, sau đó chuẩn bị đi dò hỏi người đàn ông tên La Vĩnh kia về chuyện căn nhà cũ ở quê của hắn. La Vĩnh là một người dân nông thôn chính hiệu, trước đây ở quê làm nghề nông, sau này ra ngoài làm công, vất vả kiếm được một khoản tiền, chuẩn bị về quê xây dựng. Nhìn thấy nhà tổ ở quê cũ nát không chịu được nữa, mới dự định san bằng nhà cũ để xây mới, ai biết được vừa mới động thổ thì đã đào được một căn phòng dưới tầng ngầm, còn tìm được không? Ít cổ vật. Tin tức vừa truyền ra, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của một số thương nhân về đồ cổ, vì vậy, hắn còn kiếm thêm được một khoản nhỏ. Nhưng làm sao hắn biết được, căn phòng dưới tầng ngầm bụi phủ nhiều năm đó sẽ mang đến từng sự kiện linh dị khủng bố, cho nên đến giờ La Vĩnh vẫn bị bưng bít, không biết chuyện gì cả. Đến cả lần này đến thành phố Đại Kinh cũng là Vạn Đức Lộ vừa dỗ vừa gạt,
lấy ra 50.000 làm phí dịch vụ mới đưa được hắn đến đây. Dương Gian không quan tâm đến mấy chuyện này, điều hắn quan tâm là manh mối mà mình tìm được này có đứt đoạn hay không thôi. Lúc này La Vĩnh ngồi trong một phòng riêng bên cạnh đã ăn xong bữa từ lâu, món ăn khá ngon, hắn vẫn chưa từng được ăn bàn tiệc cao cấp thế này, nhưng càng như vậy, hắn càng đứng ngồi không yên. Hắn cảm thấy không có chuyện miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, sếp tổng đó nhất định là có ý đồ gì với mình. Cho nên La Vĩnh từng giờ từng phút đều muốn nhanh chóng rời khỏi, đi về quê. Tuy nhiên, hai bảo vệ trong phòng đang ngồi đó nhìn hắn, đề phòng La Vĩnh đột nhiên chuồn mất. Đại khái đến khoảng hơn 2 giờ chiều, cửa an toàn đột nhiên bị đẩy ra. Dẫn đầu đi vào là một thanh niên trẻ nhìn có vẻ hơi non nớt, thân hình cân đối cường tráng, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như con chim ưng trong rừng, mà cũng giống như một con sói cô độc. Dưới ánh mắt hung mãnh đó toát lên một sự tê dại giá lạnh vào tận xương tủy, không có một chút tình cảm nào. Lúc ánh mắt này nhìn tới dường như không phải đang nhìn người, mà đang nhìn miếng thịt lợn nằm trên thớt. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là người như thế nào mới có ánh mắt khiến người ta khiếp sợ đến như vậy. Chỉ mới bị quét mắt nhìn một cái, mà La Vĩnh đã cảm thấy toàn thân rét run, trong lòng có một cảm giác ớn lạnh không nói rõ đang trào lên, không biết tại sao vô thức trở nên căng thẳng. Dương Tổng, ông chủ. Lúc này vệ sĩ vội vàng đứng dậy. Vạn Đức Lộ theo sau gật gật đầu. Các ngươi ra ngoài trước đi, chúng ta có chút chuyện cần bàn. Vâng, ông chủ. Vệ sĩ lập tức đi ra khỏi phòng, đồng thời đóng cửa. Dương Gian không hề dài dòng dây dưa, trực tiếp đi đến trước mặt La Vĩnh, sau đó mang một cái ghế tới ngồi xuống liền hỏi. Ngươi là La Vĩnh? Ta là La Vĩnh. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Trong giọng nói của La Vĩnh đã lộ ra sự khẩn trương. Ta là người phụ trách của thành phố Đại Xương Dương Gian, có một chuyện đặc biệt do ta phụ trách điều tra. Lần này tìm ngươi đến thành phố Đại Kinh là vì có một vài chuyện chi tiết muốn hỏi thăm ngươi, hy vọng ngươi phối hợp điều tra, như vậy cả ngươi và ta đều tốt. Dương Gian nói xong lấy ra giấy chứng nhận của mình, đồng thời đặt cả súng lên bàn. Không có nguyên nhân gì cả, chính là trấn nhiếp. Thân phận và súng đã đủ để đại diện rất nhiều thứ. Đối phó với người ngự quỷ có lẽ vô dụng, nhưng đối phó với người bình thường thì loại thân phận này đủ để có hiệu quả. Quả nhiên, La Vĩnh có chút căng thẳng, lúc nhìn thấy Dương Gian đặt giấy chứng nhận đặc biệt có in huy hiệu bằng kim loại và khẩu súng được cấp đó lên bàn thì lập tức giật bắn người. Sau đó sắc mặt thay đổi, nét mặt trước đó vẫn còn hồng hào khỏe mạnh lập tức trắng bệch, toàn thân bắt đầu run rẩy, hắn vô thức liên tưởng đến có phải bản thân đã phạm tội lớn gì không. Ta hỏi ngươi trả lời. Dương Gian không cho hắn không gian để nghĩ nhiều, lập tức hỏi, ngươi là chủ hộ của căn nhà cũ trong ảnh này à? Hắn lấy ra một bức ảnh ngôi nhà cũ trong túi hồ sơ. Phải, là ta, không, đại ca, sếp, chủ hộ không phải là ta, chủ hộ là ông nội ta kế thừa chỗ này. La Vĩnh căng thẳng đến mức nói chuyện đều hơi lắp bắp. Dương Gian hỏi, thứ này đào ra được từ trong căn phòng dưới tầng ngầm ở căn nhà cũ đó của ngươi, ngươi có nhận ra không? Tiếp đó hắn lấy ra một bức ảnh của hồn bình. Đúng vậy, không sai, là đồ. Cổ được đào ra từ trong nhà của ta. Trên trán La Vĩnh đã toát mồ hôi lạnh. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 968, đáp án đến từ lúc bắt đầu 2. Không cần căng thẳng. Chỉ là một số thủ tục điều tra thông thường thôi. Dương Gian nói, ngươi có nhớ ngươi đã đào được bao nhiêu cái bình như thế này không? 3 cái, không, không đúng, là 5 cái, đúng rồi, có 5 cái bình, còn có một số như đĩa, cốc nữa. La Vĩnh vội vàng trả lời, 5 cái sao? Sắc mặt Dương Gian lập tức trầm xuống. Vạn Đức Lộ điều tra vẫn chưa kỹ, hắn chỉ điều tra được một cái hồn bình, hơn nữa con quỷ bên trong đã được thả ra. Cho dù tính thêm cả cái bình trong tay mình thì cũng chỉ có 2 cái, cũng có nghĩa lúc tên La Vĩnh này đào lên đã giấu riêng đi 3 cái. 5 cái bình đó người đều bán hết cả rồi à? Dương Gian quan tâm là những cái bình giam giữ ác quỷ này có còn hay không? La Vĩnh vẫn cứ đang toát mồ hôi lạnh đầm đìa, bởi vì hắn nhìn thấy gương mặt người sếp trước mắt này đã sầm xuống, hắn cảm thấy những thứ này có vấn đề rồi. Lắp bắp nói, bán rồi, một cái bán được 10.000, một cái bán được 3.000, 3 cái còn lại có người ra giá 100.000 một cái,
ta đều bán hết cả rồi. Dương Gian nghe nói như vậy, ánh mắt không đừng được thận trọng, có người mua một phát hết cả ba cái. Ngươi có số điện thoại liên lạc của hắn không? Không, không có. La Vĩnh đáp, hắn đến tận nơi thu mua, trả tiền mặt ngay tại chỗ, ta không có số điện thoại liên lạc của hắn, hắn nói chuyện này không trong sạch gì, càng ít người biết càng tốt. Dương Gian trở nên trầm mặc, hắn cảm thấy chuyện này có chút gì đó mờ ám, ai có thể mang theo mấy trăm ngàn tiền mặt đến tận nơi để thu mua thứ này. Đây cũng không phải là đồ cổ có lịch sử ngàn năm, chẳng qua là mấy thứ đồ chơi hơn 100 năm trước mà thôi, có thể bán với giá mấy chục ngàn đã coi như khá lắm rồi. Người thu mua rất có thể là nhắm vào thứ trong mấy cái bình, nếu không sẽ không dùng tiền mặt thu mua. Bởi vì nếu chuyển khoản ngân hàng nhất định sẽ có ghi chép chuyển khoản, lần theo đường dây này rất dễ tìm được người, người đó đề phòng điểm này nên mới có sự chuẩn bị sẵn. Đây không phải là người của tổng bộ làm, chắc là cá nhân hay thế lực tự phát nào đó. Dương Gian suy đoán chuyện này là do người ngự quỷ làm. Có điều nếu thật sự như vậy ngược lại là một chuyện tốt, chí ít người ngự quỷ sẽ hết sức cẩn thận đối với mấy con quỷ bị giam giữ này. Nếu như lọt vào tay người bình thường thì sẽ như phố đồ cổ đó, đã bắt đầu xảy ra sự kiện linh dị rồi. Chuyện đồ cổ tạm thời gác sang một bên vậy, ngươi biết được bao nhiêu về ông của ngươi? Nếu manh mối dẫn đến hồn bình đã bị mất, vậy Dương Gian sẽ quay về chủ đề chính. Bởi vì tướng mạo của tên La Vĩnh này có 7-8 phần giống với lão già quỷ gõ cửa kia, còn liên quan đến cả hồn bình, nhà cũ, 8-9-10 phần là hậu nhân của người ngự quỷ 100 năm trước. Ông nội ta, La Vĩnh rõ ràng sững sờ một chút, sếp, ta không rõ lắm. Không rõ, người chưa từng gặp qua ông nội ngươi à? Dương Gian hỏi. Hắn cảm thấy tên La Vĩnh này hơn 50 tuổi, nếu như tính ra hẳn lúc nhỏ đã từng gặp qua ông nội, không đến mức mất liên lạc hoàn toàn. Còn về cha của La Vĩnh, Dương Gian đã hỏi qua Vạn Đức Lộ, cha La Vĩnh đã mất năm 73 tuổi, nếu không cha hắn sẽ là đối tượng để điều tra tốt hơn. La Vĩnh vừa căng thẳng vừa trả lời, lúc nhỏ có gặp mấy lần, cha ta đã chia nhà với ông nội từ rất sớm, chúng ta sống trong thôn, ông nội sống trong căn nhà cũ bên ngoài thôn. Ấn tượng của ta đối với ông nội rất mờ nhạt, ấn tượng sâu sắc nhất là có một lần hồi nhỏ bị bệnh, trong nhà quá nghèo không có tiền chạy chữa. Tối đó, ông nội đột nhiên xuất hiện rồi đưa một món tiền, cha ta mới dẫn ta đi chữa bệnh. Sau đó thì sao? Dương Gian truy hỏi. Sau đó ta chưa từng gặp lại ông nội lần nào. La Vĩnh đáp. Dương Gian sắc bén phát hiện ra một sơ hở, ông nội ngươi lúc đó chắc đã rất già rồi nhỉ, lúc mất không làm đám tang sao? Ở nông thôn người già qua đời là một chuyện lớn, không thể không làm đám tang. Ta không rõ nữa, hình như từ sau lần đó hoàn toàn không thấy ông nội đâu, ta cũng không gặp lại ông nữa, cha ta cũng chưa từng nhắc đến. La Vĩnh nói, biến mất một cách bí ẩn rồi sao? Dương Gian lẩm bẩm trong lòng, đồng thời ngày càng xác định. Ông nội của La Vĩnh là một người ngự quỷ, cùng một thời đại với ông Tần ở Tổng Bộ, đồng thời sống sót rất lâu. Lâu đến nỗi đã khắc phục được vấn đề ác quỷ thức tỉnh trong thời gian dài. Có điều Dương Gian không cảm thấy kỳ lạ, người ngự quỷ hàng đầu của 100 năm trước sống đến cuối cùng hoàn toàn khẳng định là một dị loại. Nhưng mà tại sao ông nội của La Vĩnh cuối cùng đã lựa chọn mất tích một cách bí ẩn? Là sắp chết già rồi, đi chọn nghĩa địa sao? Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 969, đáp án đến từ lúc bắt đầu ba. Chỗ ta có một tấm ảnh, ngươi xem thử có nhận ra được người trong ảnh không? Dương Gian nói xong bèn lấy điện thoại ra rồi mở album. Bên trong là một tấm ảnh của quỷ gõ cửa. Tấm ảnh được chụp qua một tấm kính cửa sổ, bên ngoài kính cửa sổ là một hành lang có chút u ám, một người già toàn thân đầy đốm xác chết, mặt đầy nếp nhăn, mặc một cái áo dài màu đen kiểu cổ đang đứng cứng ngắc ở đó, cái đầu hơi quay sang bên này, lộ ra một đôi mắt xám xịt, trống rỗng tê dại. Đây là ông nội ta. La Vĩnh lúc nhìn thấy bức ảnh này thì bản thân bị dọa giật mình một cái, bởi vì đây là một tấm ảnh hiện đại. Nếu như ông nội hắn còn sống vậy phải sống hơn 100 tuổi rồi. Ngươi chưa từng gặp ông nội, dựa vào cái gì mà cho rằng ông ta là ông nội ngươi? Dương Gian nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi. La Vĩnh có chút kích động chỉ vào tấm ảnh, lúc nhỏ cái hôm mà ta bị bệnh, ông nội ta đã mặc bộ quần áo thế này đến đưa tiền cho cha ta,
ta nhớ rất rõ, sẽ không nhận nhầm đâu. Anh Trân, vừa nhìn đã thấy đây là cháu ruột mà, dáng vẻ đều khá giống, người ngoài nghề như ta đều nhìn ra được. Vạn Đức Lộ liếc một cái, nhịn không nổi nói một câu. Tốt lắm, nếu ngươi đã xác định rồi thì dễ. Dương Gian rất nhanh đã cất tấm ảnh đi, hắn không hề thấy ngạc nhiên với kết quả này. Bởi vì lần đầu tiên khi nhìn thấy La Vĩnh thì thân phận của quỷ gõ cửa đã được xác định trong lòng hắn rồi. Ác quỷ có biệt hiệu quỷ gõ cửa chính là người ngự quỷ của 100 năm trước, còn về việc tại sao nửa năm trước đột nhiên xuất hiện, Dương Gian cho rằng ông nội của La Vĩnh đã chết vào chính thời điểm đó, sau khi chết thì thi thể được phát hiện rồi đưa tới bệnh viện. Sau đó ác quỷ thức tỉnh trong bệnh viện, hình thành sự kiện linh dị cấp A. Nhưng vấn đề là, loại người ngự quỷ sống đến thời hiện đại, dị loại khắc phục được ác quỷ thức tỉnh mà lại ngã chết như trong lời tường thuật của vị bác sĩ khám bệnh có biệt danh là Lôi Điện Pháp Vương trên diễn đàn chuyện quỷ kia. Mà còn là ngã chết do rơi từ trên tầng 5 xuống. Chuyện này đúng là nực cười. Nhưng đổi một cách suy nghĩ khác là thứ gì đã giết chết ông nội của La Vĩnh? Đằng sau cái chết của ông nội La Vĩnh có lẽ ẩn chứa một sự tồn tại càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Dương Gian, tuy rằng La Vĩnh cũng đứng ngồi không yên, nhưng không dám lên tiếng, chỉ đành ngoan ngoãn thật thà ngồi yên ở đó. Đợi sau khi Dương Gian định thần, hắn nhìn sâu vào La Vĩnh một cái, ông nội ngươi trước khi biến mất một cách, bí ẩn có để lại thứ gì đó, hoặc cái gì đặc biệt cho các ngươi không? Không, không có. Tuy rằng giọng nói của La Vĩnh đã hơi căng thẳng, nhưng trả lời rất quyết đoán. Dương Gian nghe đến câu trả lời này thì tự giễu lắc lắc đầu. Cũng đúng, ông nội của tên La Vĩnh này đã tách ra ở riêng với người thân từ lâu, cắt đứt mọi liên lạc, chính là sợ chuyện của quỷ liên lụy đến người nhà. Cho dù có để lại manh mối gì cũng tuyệt đối không để lại trên người người nhà, đó rõ ràng là rước họa vào thân. Nhưng đổi cách nghĩ khác nếu như là bản thân mình, muốn để lại manh mối thì nên để ở đâu được nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Gian chỉ nghĩ đến hai chỗ. Một là chỗ mà ông nội của La Vĩnh đã chết, chính là nơi thi thể được phát hiện lần đầu tiên, lúc đó có lẽ vẫn còn một hơi thở để lưu lại cái gì đó hữu ích. Còn một nơi chính là, Dương Gian mở điện thoại ra lần nữa, vẫn là bức ảnh của quỷ gõ cửa, bức ảnh này hắn đã lưu xuống ngay lập tức, rất rõ nét, hắn phóng to một chỗ ra. Đó là chiếc áo dài kiểu cổ trên người lão già, ở phần eo của áo có một cái túi. Phong cách ăn mặc của thời kỳ đó không thể mở một cái túi ở vị trí đó. Ánh mắt Dương Gian chợt lóe, đây là chỗ duy nhất bất thường, hơn nữa cái túi này hơi nhô lên, bên trong đang để thứ gì đó. Manh mối, đây là manh mối thực sự để tìm hiểu ngọn nguồn của ác quỷ, tìm hiểu tất cả. Trực giác trong lòng nói cho hắn biết, bên trong túi áo của quỷ gõ cửa có đáp án mà hắn muốn tìm. Bởi vì người có thể chết bất cứ lúc nào, cách làm thông minh nhất chính là cất thông tin quan trọng trên người. Tiếp tục cân nhắc đến vấn đề ác quỷ thức tỉnh của bản thân, ông nội của La Vĩnh tuyệt đối có thể nắm chắc đáp án này chỉ có thể rơi vào tay người có tư cách sở hữu nó. Bởi vì ngươi phải giải quyết quỷ gõ cửa trước mới có thể lấy được đáp án này, có thể làm được điểm này. Đã được coi như người ngự quỷ hàng đầu rồi, tự nhiên sẽ có tư cách tìm hiểu tất cả, còn về người bình thường. Dù cho là người ngự quỷ bình thường, biết được tất cả chuyện này cũng không có bất cứ tác dụng gì, bọn họ không thể thay đổi gì cả. Ta sống sót từ trong sự kiện quỷ chết đói, chẳng lẽ tìm kiếm lâu như vậy giờ phải quay về điểm bắt đầu sao? Trong lòng Dương Gian giờ không biết nên cảm khái hay kích động, nhưng so sánh với hai loại cảm xúc này, nhiều hơn cả là bất an. Bởi vì sự kiện linh dị biệt hiệu quỷ gõ cửa không dễ xử lý như vậy. Hơn nữa, thứ có thể giết chết một người ngự quỷ hàng đầu từ 100 năm trước hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ. Trầm tư hồi lâu, bầu không khí trong phòng có chút nặng nề. Lúc này La Vĩnh không dám nhắc đến chuyện rời đi nữa, Vạn Đức Lộ ngáp ngắn ngáp dài có chút mệt mỏi nhưng không rời đi, chỉ có thể đợi buổi dò hỏi này kết thúc. Hai người không có chút nào là mất kiên nhẫn. Công nhân bình thường cũng được, sếp tổng của công ty đã lên sàn chứng khoán cũng được, đều phải ngoan ngoãn đợi ở đó. Bởi vì Dương Gian có tư cách để bọn họ phải đợi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 970, thay đổi đồ xuất 1. Khiến Dương Gian định thần lại không phải là La Vĩnh đang ngồi một bên, hay là Vạn Đức Lộ đợi đến mức sắp ngủ gật,
mà là tiếng chuông báo có tin nhắn đến của chiếc điện thoại trong tay. Đây là điện thoại định vị vệ tinh, tiêu chuẩn cấp phát của tổng bộ, thông thường đều là nhân viên trực điện thoại dùng để liên lạc với người ngự quỷ. Hửm. Sau khi Dương Gian mở tin nhắn ra thì thấy được một dòng tin ngắn gọn. Nửa tiếng trước, người của hội thân hữu đã quyết định trừ khử ngươi trong cuộc họp, mong hãy cẩn thận. Trên tin nhắn hiển thị tên họ của một người lạ, Dương Gian dùng chiếc điện thoại định vị vệ tinh này có thể trực tiếp điều tra đến thông tin thân phận của người lạ này, thậm chí là địa chỉ gia đình và cả nơi ở hiện tại. Nhưng Dương Gian biết thông tin trên số điện thoại này khẳng định là người qua đường, người gửi đi tin nhắn này chắc là Lý Giao. Vẫn là quyết định lật bàn trở mặt rồi sao? Đám tư bản này đích thực là ngông cuồng máu lạnh, lôi kéo không được thì trừ khử. Ha, bọn họ xem ta là cái gì? Thật sự cho rằng là một hòn đá ngáng đường, muốn đá thì có thể đá sao? Cũng không sợ đá gãy chân à? Dương Gian xóa đi tin nhắn này, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. Cũng may đã chuẩn bị từ trước, cài cắm Lý Giao vào trong hội thân hữu, nếu không thật sự ra tay thì bản thân mình quá bị động rồi. Không thể không nói hiệu suất làm việc của hội thân hữu khá cao, buổi sáng Lý Giao vừa rời khỏi khách sạn Bình An, mà buổi chiều đã đưa ra kế hoạch đối phó ta rồi, xem tình hình này bọn họ đang rất sốt ruột muốn xử lý ta là vì kế hoạch đội trưởng sao. Giống hệt với suy đoán của ta, bọn họ muốn xử lý ta xong trước khi kế hoạch đội trưởng diễn ra. Xem ra chuyện của quỷ gõ cửa đành tạm thời gác sang một bên vậy. Dương Gian thu hồi tầm mắt ra khỏi điện thoại, sau đó nhìn La Vĩnh đang ở trước mặt. Vốn dĩ theo kế hoạch của hắn, mấy ngày nữa sau khi rời khỏi thành phố Đại Kinh sẽ một mình tiếp xúc với quỷ gõ cửa một lần, xem thử có thể từ túi áo trên xác chết của lão già đó tìm được thứ mình cần không. Vì dù sao năng lực hiện giờ của hắn chắc có thể đối kháng với sự kiện linh dị cấp A, dù cho không thể xử lý cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy, không đến nỗi mất mạng. Nhưng giờ không được nữa. Dòng tin nhắn đột ngột này nói cho hắn biết, chuyện của hội thân hữu càng gấp gáp hơn, hơn nữa chuyện liên quan đến an toàn mạng sống của hắn, quan trọng hơn nhiều việc tìm thấy chân tướng. Được rồi, hỏi chuyện hôm nay dừng lại tại đây. Lúc này Dương Gian cất tiếng. Sếp, ta không có chuyện gì rồi à? La Vĩnh hỏi với nét mặt căng thẳng. Dương Gian đáp, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, mà liên quan đến ông nội đã mất tích của ngươi. Ta chỉ dò hỏi một số manh mối mà thôi, ngươi không có chuyện gì nữa. Nhưng mà cuộc trò chuyện hôm nay rất đặc biệt, tốt nhất ngươi nên giữ bí mật. Nếu như có người hỏi ngươi về chuyện đồ cổ trong nhà, cứ nói đã bán hết rồi. Còn về chuyện ông nội ngươi cứ nói ngươi không biết gì hết, nếu như ngươi để lộ tin tức bừa bãi, thì không có chuyện hỏi thăm đơn giản như hôm nay nữa đâu, không cẩn thận sẽ chết người đấy. Hiểu rồi, ta đảm bảo sẽ không nói năng lung tung. La Vĩnh bị dọa như vậy, mồ hôi toát ra đầm đìa, vội vàng gật đầu ra vẻ đã rõ. Nếu như có người ép buộc ngươi phải nói, ngươi cứ đẩy hết lên đầu ta, nói với bọn họ tất cả là do người phụ trách của thành phố Đại Dương là Dương Gian sắp xếp. Ngoài ra ta sẽ để lại số điện thoại của ta, có tình huống gì đặc biệt có thể liên lạc với ta. Để đảm bảo an toàn, Dương Gian đã dành sự chăm sóc đặc biệt cho La Vĩnh. Hắn không muốn sợi dây này bị đứt đoạn, đây là sợi dây có thể tìm đến chân tướng, ngộ nhỡ suy đoán của mình sai sót. Trong cái túi trên xác chết của lão già đó không có thứ gì, vậy thì hắn phải đi đến nhà của La Vĩnh một chuyến. Cảm ơn sếp, vậy giờ ta có thể đi được chưa? La Vĩnh cẩn thận dè dặt hỏi. Dương Gian nói, lưu lại số điện thoại của ta, sau đó ngươi có thể đi rồi, bản thân cẩn thận một chút, tạm thời đừng về quê nữa, chuyển sang chỗ khác ở đi. Vạn Tổng, ngủ rồi sao? Sao có thể ngủ được chứ, có chuyện gì à anh Trân? Vạn Đức Lộ nghe gọi một tiếng, lập tức tỉnh lại trong cơn ngủ gật. Dương Gian chỉ rồi nói, giúp ta sắp xếp cho La Vĩnh một chút, tìm chỗ cho hắn ở, chuyển thêm 2 triệu cho hắn làm phí ổn định chỗ ở, quay về ta sẽ thanh toán. Yên tâm, trở về ta, sẽ làm xong. Vạn Đức Lộ nói, được rồi, giờ ngươi có thể đi. Dương Gian ra hiệu nói. La Vĩnh giờ mới ra khỏi phòng riêng trong tâm trạng thấp thỏm bất an, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không ngờ bản thân mình đi đến thành phố Đại Kinh một chuyến mà có thể nhận được khoản tiền lớn như thế, đúng thật là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 97 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com.
Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.